Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Hôm nay ngày 20 tháng 12 năm 2018, em có về thêm hai chiếc xe đạp Touring FCR 3100. Và bây giờ em sẽ tiến hành đánh giá chi tiết từng chiếc một. Và chiếc đầu tiên là chiếc màu đen, và còn một chiếc nữa là một chiếc màu xanh. Và trong video này em sẽ đánh giá một chiếc màu đen trước. Như trong khung hình đây, các bác đang nhìn thấy là tổng thành chiếc xe đạp FCR 3100 màu đen mới về trong cửa hàng em ngày hôm nay, ngày 20 tháng 12 năm 2018. Về cơ bản thì chiếc xe cực mới. Nói chung là những cái dòng mà Giant mà em nhập về cửa hàng khoảng những cái tháng gần đây ấy, thì là đều là những cái dòng xe mà đã qua sử dụng rất là ít. Độ mới còn được khoảng 80-90%, và như chiếc xe trong hình đây thì em đánh giá là độ mới khoảng 90%. Không có vết xước nào. Về phần khung là không có vết xước, về phần xích níp bộ chuyển động còn rất là mới. Chính hãng của Giant nhập thẳng từ nước ngoài về. Đùi đĩa của chúng ta là đùi đĩa 3 tầng và trang bị một cái gạt đĩa sang đĩa Antut. Đằng sau của chúng ta thì có một cái bộ đề Acera và một líp thả 8 tầng hiệu Shimano màu trắng. Vành của chúng ta là vành 700C, vành 700C 2 lớp. Đũa lốc Mayer nhôm trắng. Đũa e-lock. Cái yên này thì chủ xe đã thay bằng một cái yên nhựa rồi. Để nếu các bác mà đạp quen yên này thì nó rất là nhẹ xe và rất là khô, thoáng. Nhưng mà nếu các bác không quen thì em có thể đổi cho các bác một cái yên khác. Một cái yên khác nó yên da nó êm hơn. Còn như em này, em đạp cái yên này em rất thích. Yên nhựa là đạp rất thích, nó nhẹ xe. Chiếc xe này thì là xe trang bị phanh V cho cả hai bánh. Đằng trước thì có một cái logo gian dập lỗi. Trên tay cầm của chúng ta là vẫn là dạng tay bằng dòng Touring và có một cái trang bị tay chuyển số. Bên tay phải là 8 tốc độ và bên tay trái là 3 tốc độ cho đĩa. Bên tay phải là cho líp. Cái sừng này là chúng ta có thể tháo ra được, bởi vì cái sừng này là giúp cho người đi ở trong phố không bị chạm va quẹt. Và cái thứ hai là sẽ là dùng làm tay nghỉ. Khi mà chúng ta đi đường trường, chúng ta có thể cầm vào đây để làm tay nghỉ. Đây là phần bên này của chiếc xe. Độ mới còn đạt khoảng trên 90%. Rất là mới. Vâng, và em đã đánh giá cấu tạo chi tiết của chiếc xe FCR 3100 màu đen. Và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe và muốn sở hữu chiếc xe này thì hãy nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943 như ở trên card đây. Và các bác còn quan tâm đến các cái chiếc xe đạp khác thì hãy kết bạn với em qua tài khoản Facebook Kiên Xe Đạp, và ở trên YouTube thì các bác hãy tìm kênh Kiên Xe Đạp để ấn đăng ký. Bên cạnh đăng ký có chiếc chuông, ấn thêm chiếc chuông để xem những cái video mới nhất mà em up lên trên kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.